Càng yêu càng lớn càng xinh. Đúng là hoa khôi của làng. Trước sau gì em cũng là người yêu của tao. Chỉ cần nhìn phía sau là chắc chắn Hà thích tao. Đừng có bốc phét. Em mới thích tao. Tao. Chào Hà. Dạ. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Vậy em làm bạn gái anh chưa? Bỏ đi bà húp. Thế trả quà đây. Anh hẹn em ra đây có việc chi? Em thấy nơi đây lãng mạn chứ? Dạ không ạ. Tính anh không thích nói nhiều. Một là yêu anh, hai là nằm đây. Chị ơi, chị ơi. Nhờn với bà. Nhìn thằng Quang kìa. Em là người yêu anh nhá. Anh có gì mà đòi yêu tôi? Mà anh đi nghĩa vụ, lên đường bảo vệ tổ quốc. Em đồng ý. Nhìn đẳng cấp của cao thủ chưa? Anh đi đây. Em sẽ chờ anh. Mày về rồi. Chúc mừng. Hà đâu? Tao nhớ nàng quá. Kia rồi. Hà ơi. Hồi đó thằng Huy nó không cưa Hà, mà nó cưa hẳn bố của Hà. Bạn nào với con? Dạ. Cao thủ không bằng tranh thủ. Ê Hà đâu rồi? Về nhà ngay. Ba cái tuổi đầu tí ta tí tởn. Cháu đang nói chuyện với Hà mà. Thì sao? Thì ít nhất phải hỏi cho một câu chứ, ở đâu ra cái kiểu tự ý như thế. Thiếu gia nhà cháu gửi cho bác ít quà. Bác xin, trước sau gì chả là thông gia, khách sáo quá. Thiếu gia mày là thằng nào? Sao tao phải nói cho mày biết? Mày bắt buộc phải nói. Nếu không thì sao? Thì tao sẽ hôn mày. What? Là đẹp đi đây. Anh Huy, mai em cưới rồi, anh đến chung vui. Em có thể suy nghĩ lại được không? Muộn rồi. Quê mùa nghèo hèn, lấy tư cách gì cạnh tranh với tao? Con ngoan, con ngoan. Mày đến làm gì? Đây là giấy xét nghiệm ADN. Đứa bé đây chính là huyết thống của anh Huy. Khi biết thiếu gia đây có ý với tiểu thư, với gia thế khủng và một ông bố hám của anh đây đã đi trước một bước. Chào ba đi con. Không dễ. Anh hẹn em ra đây. Hiện tại anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên mình chia tay đi. Anh không thấy cái lý do này rất lắc xẹt sao? Không. Hay em yêu, từ giờ chúng ta có thể chính thức đến bên nhau. Thôi nhá, tối anh đón. Con trai, sao buồn vậy? À, chia tay con rồi. Sao lại thế? Cổ chỉ rằng còn vàng. Cổ còn nghĩ chắc chắn là có người khác. Ba hiểu, gắng lên con trai. Chia tay ẻm nhẹ cả người. Từ giờ ta có thể thoải mái đi thả diều với em Trang. Mày đúng là đa tình. Thành người yêu như thay áo. Không sợ là quả báo à? Ở đây chỉ có tình báo thôi. Ông đi sang nhà các bác đưa thiệp cho ông. Cái gì đấy? Ông cưới à? Sao cái mỏ mình hỗn quá vậy? Chắc có cơ địa. Là ba cưới. Chuẩn bị có mẹ kế rồi nhá. Nhất mày. Chào mẹ đi con. Khi biết Huy có người khác, hy sinh cả thanh xuân để nhận lại sự phản bội, Hà đã đi một bước cao hơn. Thay vì gọi Huy bằng chồng, giờ sẽ gọi bằng con. Gọi mẹ đi con trai ngoan. Chào đôi bạn trẻ á. Cho các anh đây xin mấy chục. Ba thằng danh lứt mắt ra xứng anh với ai đấy. Các anh muốn gì? Em gọi. Đi chơi bọn anh vui lắm. Thằng ngôn kia thích làm anh không à? Xử lý bọn nó đi em. What? Anh cổ vũ cho. Đừng sợ, đã có anh em ở đây. Dạ em xin lỗi. Tao bị điếc. Dạ em xin lỗi. Anh ấy như một người hoàn toàn khác vậy. Đau chân quá. Cố lên em, sắp về tới nhà rồi. Đau chân quá, không đi nổi nữa. Tưởng gì, lên đây anh cõng. Anh ấy đã thay đổi, không còn ấm áp, một cảm giác thật xa lạ. Anh à, mình dừng lại đi. Ta đến lúc, em biết sự thật. Nhắm ai mà chăm chú vậy em trai? Là Hà, em thực sự rất thích cô ấy. Cậu ấy mắc Alzheimer, hội chứng mất trí nhớ, không còn nhiều thời gian đâu. Anh à, trước khi em quên hết tất cả, hãy thay em bên cạnh chăm sóc cô ấy. Không, anh ở đâu? Ai? Em là ai? Có Đông Vi phải không? Người thăm quê ở cháu. Dạ bác là. Trời đất thiên địa ơi. Nó ở phố mày nó khinh người. Cả lớp mà xem là. Đâu đâu. Thằng kia mày đi phố mày. Mày thích quên 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 à. Ôi dồi. Vừa về quê đã có biến này. Ông Huy. Đúng thằng Huy rồi. Dạo này nổi tiếng lắm đúng không? Dạ cháu cũng vớ vẩn thôi mà. Mà sao trên phim đẹp ở ngoài nhìn bắt cái cháu. Chấm chấm một chút thôi. Idol ai biết rồi. Cho cô xin mấy chục. Cháu làm gì có tiền. Làm gì có chuyện idol không có tiền. Idol ai giết gì mồm điêu thế. Mày cái thằng này, mày cái với ai đâu, mày chỉ là bố đâu. Lùi, tập lên. Lùi, lùi. Chờ tao. Chỉ có một cách. Các trưởng thân đây rồi. Không cần biết idol ai điên gì. Khi người mồm điêu như thế là không thể chấp nhận được. Truy nã toàn làng. Bắt tôi luôn. Chào mừng người đang xem nhá. Lùi kìa. Bắt tôi luôn. 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 Bắt
Còn đứa nào không đóng tiền bảo kê, dọn con nó cho tao. Thằng Huân kia, mày cười cái gì? Thích vợ. Anh là ai? Từ giờ tao sẽ quản lý khu vực này. Dạ dạ. Gọi tao là đại ca giờ này. Nào đấy. Ý chú em như nào? Anh là tao đàn em Hồng Hưng. Tao là Vịt Dương. Anh cho tao theo với. Thằng nào đại ca ở đây? Anh đến từ đâu? Tao mới đi tù về. Từng lên trang nhất đá pháp luật. Ui đại ca, bọn em chở anh nữa. Thằng nào thế à? Nín hết mồm mõm vào hộ tao. Thằng nào đây? Em không rõ. Thằng này người không có mực, sợ chó gì? Tầm quát. Ê, làm mau. Anh là tao vô địch quyền anh đại ca. Chuyện nhờ anh, từ trước tới nay tao chưa biết sợ ai. Thế à? Đi chợ không biết về ngay lại có tí tạ tí tẩu. Về lại cho một trận. Về ngay. Đâu chưa làm điều gì. Chủ tịch, tôi muốn giấu thân phận. Cậu về trước đi. Về thăm quê đấy hả cháu? Dạ chào chú Tư. Nào đi chơi với anh chứ. Cậu kia làm gì đấy hả? Việc của mày à? Phải, để cô yên. Này thì yên. Nhớ mặt tao ơi. Thối quá. Cảm ơn anh, may mà. Không có gì. Anh ở thành phố à? À ừ, anh làm việc trên đó. Anh làm gì vậy? Anh làm bảo vệ trông xe cho một công ty trên phố. Em thích công việc này. Ở kia kìa. Ba, đây là bạn trai con. Chủ tịch, nhẫn của sếp đây. Sếp nghĩ kỹ chưa? Các cô gái khác đến bên anh chỉ vì tiền, còn Hà, cô ấy vẫn yêu khi biết anh chỉ là bảo vệ quen. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Chị làm tốt lắm. Anh họ thực hiện bước cuối. Này cậu, 3 giờ chiều tuyệt đối đừng ở nhà. Vớ vẩn. Hay là mình bị hoa mắt? Chuyện là thế. Chiều nay bọn ông qua nhà với tôi. Đúng là nhát cái. Thôi rồi. Rồi sao? Tao đây chưa biết sợ là gì. Ôi, mấy đứa ảo vừa thôi. Làm gì có. Xin thầy hãy giúp. Nó không thể siêu. Để thầy. Dạ thầy. Đừng sợ. Ủa rồi. Có thầy rồi. Thầy đâu rồi? Thầy. Giúp thầy với. Thầy mỏi quá. Chính là chỗ này. Thân cây hàng triệu năm tuổi. Mùi rong rêu từ thời kỳ đồ đá. Và loài cá chắc chắn biết bơi. Đào đi. Sắp dầu toa rồi. Anh rất thất vọng về suy nghĩ của em. Khảo cổ học là ngành làm vì đam mê. Tiền tài và danh vọng thực sự nó là trên hết. Đào lên. Đây rồi. Đưa xem nào. Hóa thạch khủng long. Khủng long gì lại bé thế này nhỉ? Hay nó bị teo cơ? Rất có thể. Đây sẽ là phát hiện lớn của ngành khảo cổ. Hay lắm. Ngon đưa quá cho tao. Nếu không thì sao? Thì thôi. Xin đừng đi, tôi sẽ đưa mà. Thật không? Không. Cho ngắm hóa thạch chút được chứ. Thôi rồi. Con dấu ở đây mà. À, kia rồi. Lớn đầu còn lấy đồ chơi của trẻ con. Tên Hà, khoa tài chính, khoa khôi trường mình. Đúng gu tao. Để anh đưa em về. Các anh muốn gì? Bớ người ta. Chưa xong chuyện đâu. Cậu không sao chứ? Hà không sao, cảm ơn Huy. Sau Hà phải mạnh mẽ lên. Chứ Huy thấy Hà hiền quá, sẽ bị bắt nạt lắm. Thì đã có Huy bảo vệ rồi thay. Ờ, nhưng... Đại ca, ló kìa. Còn xem vào chuyện của tao một lần nữa thì hơi rách việc đấy. Tan học rồi, về thôi Huy. Hà về trước đi, nay Huy bận. Mình đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, phải quay lại. Em gái, hôm nay không phát được đâu. Mời các hảo hán chứng minh lời nói. Mạnh mồm đấy. Đừng để em tư xử. Chuyện
cả nhà. Làm bồ bôi đi. Yeah. Cháu đang làm cái gì ở đây đấy? Cháu đang quay video. Món đây nó có ngon không? Sao lại món gì ạ? Bà tưởng nó giống món vịt quay lợn quay. Quay video nó khác bà ơi. Cái này cháu đăng lên mạng. Mạng sống à? What? Quay đi anh ơi. Cho bà quay với. Không được bà ơi, đây là công việc. Diên. Không cho bà quay thì đừng hòng quay. Đấy cấp đi. Đi chỗ khác quay, đổi sách việc. Tăng tốc. Ra đi chạy nhanh thế. Hồi trẻ bà là vận động viên điền kinh đấy. Chỉ có một cách duy nhất. Không cho ai vào làm phiền. Một con muỗi cũng không lọt. Quay ở đây là an toàn nhất. Bà kia, nhòm gì? Bà bắt đầu loằng ngoằng rồi đấy. Giám đốc, khu đất đã có người mua. Đây là giám đốc mới của cậu. Chờ sếp. Mấy cậu kia ra ngoài, chủ nhà không cho quay. Sếp, sếp làm gì đi chứ? Quay nào. Thôi về đi. Em gửi hóa đơn. Mày anh gửi. Để tao thanh toán. Hôm qua mày trả rồi thầy. Để tao thôi. Anh gửi, cứ cầm lấy. Thôi em xin. Xin cuộc điện thoại. Điện thoại ông đâu? Tốn hết tiền rồi. Sao nhanh lên, hay tiếc nhau cuộc điện thoại. Mượn xe chạy ở đây tí. Đừng có cắm nhá. Không cắm, chỉ cầm thôi. Ê, trả xe này. Đi kiểu gì hết cả xăng này. Thế thì ông đổ đi, liểm biểm như đàn bà. Thanh toán em ơi. Hóa đơn của anh. Sao lại đưa anh? Nay bọn tôi không cầm tiền, ông trả đi. Tôi để quên ví rồi. Biết ông hay quên nên hồi sáng tôi có qua nhà lấy giúp rồi đây. Ví ông đây. What? Vợ tôi giữ hết tiền rồi. Ông đưa cho tôi đồng nào mà bảo tôi giữ. Nhìn nó choán. Thôi về nhà em ăn lẩu đi. Bỏ cái thằng này đi em. Anh giới thiệu cho thằng bạn anh làm giám đốc. Chờ tao. Anh ơi, anh chưa thanh toán. Mẹ, thằng kia nó bị làm sao ấy? Chắc mới trốn chạy đấy. Ơ kìa, sao thế? Gãy liên tục đi chứ. Gãy đi, dậy gãy đi. Rồi cháu ơi, làm cái gì đây? Cháu đang tập thể dục nhập tâm, tự nhiên nó không gãy nữa. Cháu phải nhẹ nhàng thôi. Gà ơi, gãy đi nạ. Ồ, sao nó ó ó hai cái rồi tịt thế cô? Chắc nó bị mỏi mồm. Mồm cô chưa mỏi, sao nó mỏi được? Con gà này nó cá tính. Phải yên tĩnh nó mà gáy tiếp. Làm mau. Hai thằng danh kia. Việc của nhau à, làm mau. Mau với tao. Sao anh nói phải nghe ngay nhá. Con gà này nó tên là gà. What? Phải nịnh nó mới gáy. Lại còn bộ môn nịnh gà. Ông lại bắt đầu ăn bà là quần thắn mì rồi đấy. Nói cứ cãi, nhìn đây này. Con gà gáy lê tê lê sang rồi ai ơi. Thấy chưa? Hát ra. Gà gáy tê lê sang rồi vào nồi. Lê lê rủi gà. Chúc mừng ông, xếp hạng top 1 ở trường. Tiếp cho Huy, lần nào cũng đứng thứ hai. Đứng sau thì muôn đời là kẻ đứng sau thôi. Sao ông lại nói thế? Sự thật, bao giờ chả phũ phàng. Ra trường ông định làm gì? Tôi muốn trở thành người nổi tiếng. Vua của Hà là người nổi tiếng đấy. Huy cũng sẽ nổi tiếng. Vậy 3 năm sau, ai nổi tiếng hơn? Thì Hà sẽ lấy người đó. Được thôi. Mày chắc chưa? Tao chắc chắn. Các video của ông đều đạt triệu view này. Sớm muộn tôi cũng thành idol. Video của anh đó xem cuốn hết. Này, tôi mới nhận được cúp của nhà sáng tạo. Chúc mừng. Ông giỏi lắm. Em đồng ý là vợ anh nhá. Em đồng. Qua. Alo, phòng cảnh sát xin nghe. Tôi muốn đầu thú. Rất nhiều vụ trộm cướp xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, toàn bộ tài sản của cải đều được chia cho người nghèo. Hung thủ đã quyết đầu thú, ngay lập tức trở thành tin sốt cho giới truyền thông. Đi. Mày thua rồi. Cho xin 2.000. Tao không có. Thì anh. Tao anh nói phải nghe ngay nhá. Dạ. Các bạn ơi, nhìn này. Thằng nào? Nó ở ngoài kia. Có cao to không? Có. Ba anh em mình sợ chó gì? Nó kia. Thằng nào vừa đánh bạn tao? Biết vừa. What? Mày vất vả rồi. Tao anh nói. Ba anh em ngay. Đứng lại. Xoa vào cho nhanh khỏi. Cảm ơn anh. Anh tốt với bọn em quá. Anh nhìn nhầy. Có bao nhiêu thằng? Dạ một. Ba thằng vỡ mồm cùng một bên. Anh biết chiêu thức của nó rồi. Anh tạo là võ sư đấy. Chứ nhô. Mày đụng nhầm người rồi. Va chạm tí bạn ạ. Xong mày rồi. Quý lượng. Mày đang vả rồi. Về thôi các em. Trưởng thành là khi chúng ta sống không để ý hơn thua, không so đo hơn thiệt. Kìa.
mượn cái gương. What? Dạ, ở răng vàng đấy nhỉ. Ở sao mày nói tao toàn phải nín thở. Đưa cái gương này. Đó rồi. Thằng ơi. Ui dồi. Sao được để tao bắt được. Gương của em này. Anh về lúc nào vậy? Cũng mới thôi. Hồi này về anh có dự định gì chưa? Anh sẽ kiếm một công việc ổn định rồi ra mắt gia đình em. Chỉ được cách khéo mồm. Anh à, con người cứ theo sau em sợ lắm. Anh đến ngay. Chính nó. Lại. Chạy à. Ba, con nghe. Thì ghé mua ba ít đồ. Vâng, xong con về ngay. Lâu về thế nhở. Con người cứ theo sau em. Đây rồi. Cậu là ai? Học cách buông tay, thả đau một lần còn hơn níu kéo những thứ không thuộc về mình. Chào em trai. Anh đói bụng quá. Vậy anh ăn bánh nhá. Hình như chúng ta lại chưa hiểu nhau rồi. Em hiểu mà. Cảm ơn em vì sự đồng cảm. Dạ. Giờ tan học 11:30, 40k một lần đồng cảm, ngày 3 lần nhân 1 tháng. Láo thật. Các em đừng lo, anh sẽ không để yên chuyện này. Thầy chủ nhiệm tên gì? Thầy Quang ạ. Mong thầy hãy đứng lên vì các em học sinh. Em cứ để tôi. Cậu là đại. Đúng rồi. Tôi cấm cậu tư. Chúng ta sẽ đồng cảm chứ thầy. Tất nhiên rồi. Tập luyện. Tập luyện. Mình nhất định sẽ làm được. Chính nó. Quay lên Phương. Ờ em. Thành công rồi. Từ giờ tuyến đường này sẽ là của tao. Anh buồn quá. Không ai hiểu anh. Bọn em luôn đồng cảm mà. What? Sang tháng anh tăng giá đồng cảm nhá. Dạ. Nay đến hạn tăng giá đấy. Chi kỷ đích thực đây rồi. Lê Phương. Hãy luôn theo đuổi ước mơ của mình. Xác định mục tiêu rồi bạn sẽ thấy được đích đến. Nhìn đều tao à? Chó này. Nhận tao. Mày xem. Bước cúng lại nhá. Mày tới số rồi. Này thì tới. Mày chạy kiểu gì ấy? Em bị sai cướp miệng. Nói nhìn đều em. Hay lắm, đang ngứa tay. Chính nó. Mà nhìn đều em tao phỏng. What? Ai đấy? Ai nói gì đấy? Tao đừng làm mất thời gian của tao. Nắng quá. Đại ca, đuổi vào nữa nắng. Ma bắt nó. Úi dồi. Bớt húng lại nhá. Chào sếp vợ. Quang 83 đâu? Người yêu của em. Điện thoại tao rơi đâu ấy nhở? Cái gì á? Nhà. Ông đang quét thì tiện nhặt giúp đi. Chúng ta không quen biết, không tiện được. Rạch việc, tôi không nhặt ấy. Nói kìa anh. Bạn gì à? Nói chẳng con nói biết gì. Về đi em. Không nhớ vứt rác đúng nơi quy định. Đây là việc của tôi. Nói kia mẹ. Thằng nào vừa quánh con bà? Là tôi. Thù này nhất định sẽ trả. Tính cả lãi luôn đi. Nhân trời hợp nhất. Em thân một mình nuôi hai đứa nhỏ. Anh cũng đang độc thân. Anh. Nó ở trong. Uy lạnh gáy. Mày được lắm. Anh nhầm tao sẽ không để mày yên đâu. Mày dám. Anh đã cho em nói đâu. Ghê. Bạn đỡ mỏi chân chưa? Còn được ngay ra đấy. Mẫu dân bạn anh đi chạm xá đi chứ. Dạ. Anh tha cho nó thật sao? Không. Em hiểu rồi. Cô bỏ sang làm loạn cho cũ. Kệ đi. Đến giờ anh phải về ăn cơm với mẹ. What? Mẹ. Mấy giờ rồi? Suốt ngày đàn đúm. Ra vườn nhặt ít cà chua vào đây. Dạ vâng. Quả nào chín nhở? Làm cái gì mà lâu thế? Mỗi mỗi việc làm ai không xong. Mũ máu đầu kiểu gì đây? Ra vậy, ra vẻ với ai? Bà kia. Suốt ngày đến rác chỉ cửa nhà tôi. Cái gì? Bố già kia. Tôi thích như thế này. À. Đi vào nhà. Dạ. Xin lỗi bác, cháu nó con lớn mà không có con. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ bị buồn. Đang vui vẻ sớm nghĩ nó choáng. Các ông thông cảm,
vợ tôi nó không phải người thường. À ta như thể bước ra từ biệt đội siêu anh hùng ấy. Em tém lại. Tổ quân sư Gia Cát Huy. Giờ không làm theo tôi. Đứng lại, sao giờ mới về? Công ty có cuộc họp. Có mùi lạ. À mùi của Quang, nó mới mua nước gọi. Nói lại lần nữa nè. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tinh thần. Anh nói thật, đây là mùi thằng Quang. Thế What? Chỉ có duy nhất mùi lăn nách loại rẻ tiền. Vậy là do móng tay có các tế bào da lạ. Anh vừa bắt tay với Đại. ADN trên móng tay không phải của Đại. Sợi tóc dài, mùi Dior fake. Tóc thằng Huy đấy, nó đang nuôi tóc dài. Tóc Huy cũng dài nhưng không dài bằng. Từ giờ chúng ta cắt đứt quan hệ. Ông được chơi bọn tôi nữa. Như nào? Tớ chỉ quan từng này. Thằng nào ấy? Nó học sinh mới chuyển đến. Như nào bạn à? Va chạm tí nhở? What? Chiều bố à? Ủa ai gấu ấy. Cảm ơn cậu, tớ là Trường. Anh yêu, sắp tới mình đi tuần trăng mật ở đâu? Đi Hàn nhá, ở đó sắp có tuyết, sẽ lãng mạn lắm đó. Đi thôi anh yêu. Ê, em quên điện thoại, cầm hộ em quyển hộ chiếu. Sao lại tên Trường? Đi thôi anh yêu. Nắng quá. Vô duyên. Cũng được, còn hơn là đứng nắng. Em yêu. Sao ấy? Em không biết, tự nhiên cứ sấn vào em. Trêu người yêu bố à? Ấy ấy, nào đã trêu được phát nào. Sao mày cứ sấn vào người yêu tao? Đất lành thì chim đậu rồi. Mày giỏi mày đứng yên đấy. Tôi rốt mà vẫn đứng. Đây rồi, đó kìa. Như nào bạn à? Nắng này chứa các tia UV u viếc, hại da lắm. Trời đừng nhiều tí. Anh làm gì đi Châu? Cứ đứng ngay anh á. Cái bộ này tức thật đã thế. Cho tao đứng với, nắng rát quá. Chẳng thế ông phải đứng ngôi ra. Để chỗ rồi. Lạnh ông lão rau mùi thế nhờ. Nó tôi đuổi theo đi kìa. Thôi nắng lắm. Nắng nóng thế này, nách ướt rau mùi là chuyện bình thường. Em đi thế, cháy nắng sẽ sạm hết da. Anh đúng là tâm lý, làm người yêu mới em nhé. Anh hai em mới đi học về. Đứng lại. Mặt sao đây? Em bị ngã. Nói thật. Em... Hôm nọ mày va chạm với em tao đúng không? Ừ, các anh nhầm người. Nhầm người. Chưa xong chuyện đâu. Bọn anh chờ em mãi. Mày anh cửa. Tập anh mày ra đây. Kẻ nó yên. Đại ca. Chó này. Mẹ. Không đứa nào được phép động vào con tao. Mụ ra này. Tránh xa các con bà ra. Mời anh, đây là ghế VIP dành riêng cho giặc già đích thực. Nói thế thôi. Nè kìa, thằng Hào chủ quán đây. Ghế VIP của tao đâu? Mời anh. Tao mỏi chân quá. What? Nhìn tao. Thằng Danh kìa, không đi học vào đây ăn đây. Chú em bảo ai thằng Danh? Em kêu là Danh. Em Đại lại trốn học ra đây. Không phải việc của thầy. Thầy giáo chủ nhiệm tôi mà hồi tách việc đây. Em hứa từ giờ đi học đây đủ. Ra về tắt chân đi ngủ đi. Ra đây trúng gió môn mẹ méo bây giờ. Cho chị cốc trà đá ở bàn VIP. What? Em vừa bảo ai méo mồm. Em méo mồm. Huy, sao hai hôm bữa cậu không đi học? Tớ bận. Mặt
Cậu bị sao đây? Không sao. Cậu đừng ham chơi, suốt ngày đánh đấm nữa được không? Tập trung vào học đi. Hà. Dạ. Con nói chuyện với ai đây? Bạn con thôi ba. Cuối tháng ba định sẽ đưa cả nhà đi du lịch. Thật à ba? Ba cấm con dây dưa với thằng đấy, loại hư hỏng đầu đường xó chợ. Chúc mừng sự hợp tác của hai công ty. Biết đâu trong tương lai chúng ta là thông gia. Đồ của chị đây. Ơ, Huy. Người quen hả vợ? À, không phải. Này, ông cứ nghỉ học thế này không ổn đâu. Tôi đang cần tiền. Bác sĩ, xin hãy cứ chạy thận cho mẹ tôi. Tôi sẽ thu xếp đủ tiền. Huấn luyện viên, còn mấy phút bù giờ, cố lên. Cố đớm mắt xôi làm gì, chịu thua đi. Chấn thương khá nặng, tôi e sẽ mất một thời gian dài trường mới có thể ra sân. Huấn luyện viên, còn trận chung kết sắp tới, đây là lúc trường cần chúng ta nhất. Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến đội. Đừng nói vậy, em sẽ sớm bình phục thôi. Đúng rồi, cố lên ông. Yeah. Cố lên được thôi. Gắng lên ông. Anh nhìn thấy sự quyết tâm và nỗ lực trong ánh mắt của em. Anh và cả đội tin em. Trường đã rất cố gắng, em đã hoàn toàn bình phục và có thể trở lại thi đấu. Yeah. Khỏe chưa? Hôm nay sẽ là ngày tôi giành cúp vô địch, chuẩn bị nhận thất bại đấy. Trận đấu bắt đầu. Chạy chỗ đi. Chân gãy hẳn rồi, trường đã vĩnh viễn không đá bóng được nữa. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy quen dần với điều đó. Đời bất công nên cục lông không bao giờ thẳng. Học sinh mới. Tao muốn gặp đại. Mày là thằng nào? Gặp đại ca tao làm gì? Tao muốn làm chùm trường. Mạnh mồm, tao thích. Hay lắm. Lì đấy. Từ giờ tao sẽ là chùm trường. Sắp đến nhà anh rồi. Em hơi lo. Không sao đâu, ba anh là giáo viên, dễ tính lắm, sẽ thích em thôi. Ba, con đã về. Chào bác. Ba, đây là Hà. Hai con ngồi đi. Bác nhìn cháu hơi quen quen. À, cháu cũng hay được lên trang nhất, báo bác hay đọc. Ba, không sao. Hai đứa uống nước. Cháu hiện đang làm công việc gì? Cháu quản lý và bảo kê khu vực chợ mới. Anh vào nhà xíu. Cháu xin phép. Nói. Chị Đại đã tìm thấy địa chỉ của con nợ. Đến bắt sống nó cho chị. Xin lỗi bác, tính chất công việc nó vậy. Không, không sao. Đúng rồi, hình như sắp đến rồi. Đúng địa chỉ đây rồi. Ô, chị Đại, sao chị lại ở đây? Bọn mày đến đây làm gì? Bọn em đi bắt sống con nợ theo lệnh chị thấy. Đúng địa chỉ này là giáo viên. What? Quẩn với cái, báo quá báo. Ông già rồi. Hà, em đi đâu đây? Giờ này còn yêu đương gì nữa? What? Chào bác, xin lỗi anh đến muộn. Lần đầu ra mắt đã vậy. Đúng là không ra thể thống gì. Anh ấy luôn vậy, con quen rồi. Không sao đâu anh. Con nói vậy tức là đây không phải lần đầu. Vâng, tính chất công việc của anh ấy con rất hiểu. Cháu hiện đang làm công việc gì? Alo, tôi tới ngay. Anh đi đi, mọi người đang cần anh. Xin phép bác. Em à, nếu như anh không trở lại, em nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc đấy nhá. Anh nhất định phải trở về. Em sẽ vẫn luôn ở đây chờ anh. Cảm ơn em về tất cả. Ba xin lỗi vì đã trách nhầm hai con. Chàng trai đó đúng là một người hùng, thật đáng ngưỡng mộ. Ba đi đâu vậy? Ba muốn bên cạnh dõi theo con rể tương lai của ba. Đi nào. Anh ấy kìa. Lấy bằng được chậm mới về đây. Đứa nào bật đốt sạch kết cho tao. Rồi cả. What? Con va chạm nhiều.
đến lúc đứng dậy rồi đấy. Cảm ơn cậu. Cậu là học sinh mới, ở đâu cũng có luật của nó. Hắn là Huy lạnh gáy, trùm trường. Hồi mới về trường, hắn đã một mình lên tầng thượng, đánh bại tất cả các thủ lĩnh. Giờ hắn cầm đầu tất cả, mọi luật lệ, phí bảo kê, tất cả đều do Huy quyết định. Hắn sẽ không để cậu yên đâu. Tớ phải làm gì? Đánh bại hắn. Tớ... Tớ sẽ giúp cậu. Ba, đây là bạn con. Bác sẽ giúp con. Đến lúc rồi. Đại ca, từ hôm nay tao sẽ là trùm trường. Mạnh mồm đấy. Ở đời phải biết mình là ai. Cố quá thành quá cố. Đúng địa chỉ đây rồi. Chào anh là Đại. Vâng, anh là... Chúc mừng anh đã trúng giải thưởng qua vòng quay may mắn ở công ty chúng tôi. Ngoài ra anh còn nhận được 500 triệu tiền mặt. Chào anh ạ. Xin lỗi anh, mới làm trong ngành này, lần đầu tiên lừa đảo nên không nhịn được cười. What? Chào anh lần nữa. Xin lỗi anh, nãy tôi chưa chuẩn bị xong. Phiền anh nãy giờ. Tôi đúng là lừa đảo thật. Mấy cái tặng quà kia là để làm màu đấy. Cô nói trúng thưởng 500 triệu là để lừa đảo đấy ạ. Cái thằng nhìn cũng thật tè, chưa lừa đã khai. Ông chủ nói nếu lừa thành công sẽ thưởng nóng 100 triệu. Hay giờ anh em mình hợp tác rồi chia đôi. Có chuyện ngon như vậy nữa hả? Giờ anh chuyển trước cho em 50 triệu, giả vờ bị lừa ạ. Ông kia, 50 triệu trong thẻ đâu? Nó bảo tôi giả vờ bị lừa, giờ nó tắt máy rồi. Ôi dồi ôi, biến khỏi nhà tôi. Tránh ra cho tôi đi. Làm gì á? Thằng Huy, lớp bên cạnh. Từ mai có nhiều chuyện để giải quyết đấy. Cảm ơn cậu. Từ mai tan học để tớ đưa về. Cậu sẽ không phải lo gì nữa. Yeah, yeah. Đó kìa. Bạn ơi, hôm bữa mà xem vào chuyện của tôi, bạn hơi bị rách việc rồi đấy. Đâu, tôi lành việc mà. Nay sinh nhật tặng Huy này. Ủa, toàn hãng đắt tiền. Hà lấy tiền đâu nhiều vậy? Hà có tiền. Sắp đến nhà Huy rồi. Ba, đây là bạn gái của con. Hôm nay anh rất vui, thưởng cho em. Chia tay đi. Con mới trả cái, bất hiếu. Sao mình không hiểu gì? Chờ vợ lâu chưa? Chồng cũng vừa mới tới thôi, kỷ niệm ngày cưới. Em sao vậy? À, em không sao. Cảm ơn anh. Ba, con mới về. Hai đứa nhanh vào ăn cơm. Ba nhìn này, lá hoa giả. Con nghĩ đã đến lúc ra tay rồi. Em hiểu rồi. Tiến hành theo kế hoạch. Ok anh. Đến lúc rồi. Xin lỗi anh rể. Xử lý cái xác đi. Chào mừng chồng trở về với gia đình. Em nên suy nghĩ lại. Trên phố xa xôi, anh không yên tâm. Còn ở lại, chúng ta sẽ nghèo mãi mất. Em nhất định sẽ trở về. Lúc đó mình sẽ làm đám cưới to nhất làng. Huy, Hà liên lạc về chưa? Mấy tháng rồi, chưa có tin gì. Trên đó lạ người lạ cái, không biết có chuyện gì không? Hay là... Chú lấy hết, bớt thêm đi. Ông suy nghĩ kỹ chưa? Nhà có đàn. Tôi quyết rồi, tôi sẽ lên thành phố tìm Hà. Tiền đây. Cảm ơn chú. Lên đến nơi, nhớ điện về cho ba. Con đi, ba giữ gìn sức khỏe. Nhà cao thế. Hà kìa. Đúng rồi. À, anh lên đây làm gì? Ai thế em yêu? À, người yêu cũ ấy mà anh. Em nói sẽ trở về, chúng ta sẽ làm đám cưới đó mà. Anh im đi, anh nhìn lại mình xem. Đồ nghèo hèn, tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Ở đời, phải biết mình là ai. Là ai với tao à? Muốn chơi cùng chứ?
tớ là Tuyến, nhà ở khu trên. Chiều mai chơi tiếp nhá. Ê, tới lâu chưa? Cũng mới thôi. Mệt quá. Sau này cậu muốn làm gì? Tôi muốn trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Cậu có năng khiếu, cố lên. Mai gặp lại. Ê Huy, đang nói chuyện với ai đây? À, đấy là Tuyến. Ờ, chắc cậu ấy về rồi. Làm gì có ai mà về? Nhìn này. Không thể nào. Ôi, cho cháu hỏi đây có phải nhà Tuyến không ạ? Cháu là bạn Tuyến à? Tuyến nó mất cách đây 2 năm rồi. Mình cùng chơi nhá. Lý do tôi chỉ thích chơi một mình. Trên phố quá khác, tấp nập quá. Ở đây, anh tin em sẽ thực hiện được ước mơ trở thành diễn viên. Khu trọ này cũ và bẩn quá. Nhưng nó rẻ, thôi cố gắng. Từ mai em cứ lo đi casting cho tốt. Mọi chi phí khác, anh sẽ lo được. Phải tiết kiệm. Thế nào rồi? Em đi mấy nơi, nhưng họ không nhận. Đừng nản chí, em cầm số tiền này, ngoại hình đẹp cũng là một lợi thế. Em gửi anh hồ sơ. Sếp, mình sẽ mãi bên nhau anh nhé. Giờ tôi là ngôi sao rồi, một kẻ quét rác như anh xứng với tôi sao? Anh yêu, vai chính sắp tới. Yên tâm, chắc chắn sẽ là của em. Thì ra, em có người khác. Lại là anh, đừng làm phiền tôi nữa. Anh đã làm tất cả vì em, để rồi. Đi thôi anh yêu. Hồi mới lập nghiệp, tôi cũng bị bỏ rơi như anh vậy. Mai anh về công ty tôi làm. Nghỉ việc đấy. Trắng mắt ra chưa? Kêu người bà. Thiêm vào. Ơ cái thằng này. Bị rách việc à? Bây giờ bà này sang phải, ông này sang trái. Tôi đếm này. 2, 3, bước. What? Tôi sang trái đúng chưa? Sang phải thôi. Ý tôi là... Đã thế bà cho đi ra khoa chỉnh hàm luôn. Alo con trai. Alo bố ơi. Mẹ, thằng kia ý mày như nào? Sao ý đâu ba tí nhở? Con cái gì thích là nhích chỉ choạc luôn chứ. Alo căng thẳng leo thang quá nhở. Đã thế người kiến tạo cảm xúc vào đó phải như vậy. Mày thức chưa tới đâu thì tao chuyển mày tới đó. Tất cả lên vương, gây rồi mất trật tự. Ai chủ mưu? À, đi. Trời, em biết gì đâu. Làm cái gì mà ăn uống như chết đói chết khát thế? Quý tộc lên xem nào. Thôi ông tắt việc vừa thôi. Cãi à? Ừ. Ra gì phết rồi đấy. Ông ăn cơm luôn. Thôi để tối ăn cơm thể ông nhá. What? Ba ơi cho con ít tiền. Tối con đi sinh nhật. Sau này lập gia đình con sẽ hiểu. Hiểu gì ba? Làm gì có ông nào lấy vợ mà còn tiền. Ra xin mẹ đi. Mẹ ơi cho con tiền đi sinh nhật. Anh Trường cầm cái loa vào đây. Đây mẹ. Ồ loa của anh mà. Nín. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Chào Hà. Anh tới rồi. Nay gọi anh ra đây. Em đã suy nghĩ rất nhiều và lấy hết can đảm. Em thích anh. Xin lỗi em, anh giờ muốn chuyên tâm học hành. Để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Tình yêu với anh giờ thật vô nghĩa và nhạt nhẽo. What? Anh đừng níu kéo. Thằng hấp. Chuyện là vậy, phụ nữ thời nay thật kỳ lạ. Tán không đổ cái là trở mặt ngay. Hấp vừa thôi. Ôn đi, dừng kìa. Điện thoại còn nằm ngang thì đời vẫn chưa khá lên được đâu. Nhìn cô nhà người ta chưa? Hấp rồi, ngoan ngoan. Nhìn mày đi. Đen vâu quá câu. Thường những người hiểu biết lại là người ít chê bai. Bác hiểu chứ? Đừng có mang con nhà người ta ra để làm cái cớ. Đúng là lòng người đều có sự tính toán. Tránh xa thằng này ra con. Ờ sao bác vừa khen cháu? Tôi cũng già mày. Bố thằng hấp. Sao mình không hiểu gì? Quản lý. Đây có việc tôi xin phép về sớm. Không được, vớ va vớ vẩn. Việc còn một đống ra đấy. Cậu về đi. Ừ sếp.
Hồi này tiến độ tốt, công ty có phần thưởng cho toàn thể nhân viên. Đây là phần của cậu. Cảm ơn sếp. Sếp, làm gì có phần thưởng nào? Cậu ta... Không sao. Tôi lấy bó hoa này. Của anh 10.000. Ồ, sao rẻ vậy? Nay cửa hàng tôi đang có chương trình tri ân. Cảm ơn anh. Cảm ơn cậu đã giúp tôi, tiền bó hoa đây. Vợ ơi, chúc vợ sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn chồng yêu. Anh thích em. Em xin lỗi, em có bạn trai rồi. Em nhất định phải luôn thật hạnh phúc đấy nhá. Vào nhà đi, nay vợ nấu món chồng thích nhất. Trên này làm gì á? Em anh có chìa khóa này, cầm lấy mở cho đỡ vất vả. Ổ toát hết mồ hôi này. Em nghĩ có sự hiểu lầm. Chứ em học sinh, nhà em nghèo, em chỉ mơ ước có một chiếc xe như này đi học. Nghèo gì xăm chỗ ác vậy em? Bạn em nó học nghề, em làm mẫu cho nó thực hành. Bạn em tên gì? Đại ạ. Tao thợ xăm chục năm, học nghề nào? Em học sinh thật, thế. Giáo viên chủ nhiệm tên gì? Thầy Trường. Tôi đang dạy, kéo tôi ra đây làm gì? Học sinh của thầy à? Quen biết gì cái thằng này? Em hối hận rồi, em xin nói thật. Mẹ em bệnh nặng, cần tiền chữa bệnh. Mẹ! Thằng thanh tử kia, tao hùng hùng thế này mà bảo bệnh à? Ngờ bác hiểu. Wow. Tôi là Tê Lốc Huy. Trả ví đây, nãy giờ chỉ có ông Phan và tôi. Giờ tôi mất cái ví. Vơ vẩn, tôi không lấy. Làm công nhân, nhưng tay chân rất sạch sẽ. Không giày bảo hộ, mắt tí hí mắt lươn. Phải không anh công nhân phát? Hung thủ chính là anh. Này chị, chị bị rơi ví, cháu đây đã nhặt được. Cảm ơn mọi người, xin lỗi cậu. Anh ơi, cài em bài nhạc cho. Em muốn cài bài gì nhở? Sáng ngày ra, trước rồi hả? Chị Đại. Tao là Huy lạnh gáy. Từ giờ, tao sẽ là Trung Trương. Mẹ, nhìn kìa. Thằng này chắc mới trốn chạy. Alo, bộ phận an ninh đấy à? Ê, làm gì đấy? Dạ, cháu kẻ xoay đầu. Xoay gì thì cũng lên phường. Huy, một thiếu gia khét tiếng trong làng. Hắn nổi tiếng ăn chơi và phá phách, khiến mọi người trong làng ai ai cũng ngán ngẩm lắc đầu. Hắn phải lòng Hà, một thôn nữ hiền lành. Nhiều lần ngỏ ý nhưng đều bị từ chối, khiến hắn bắt đầu ủ mưu. Ông Đại, ba của Hà, lão Tà là một người đam mê đỏ đen. Do nhiều lần thua lỗ nên đã mượn tiền của Huy. Chứng nào tật nấy, bản tính khó rời. Nay anh hạn trả tiền đó lão già. Cho tôi khất vài bữa. Khất á? Đời sao mà dễ dàng như vậy? Tôi đồng ý gả con gái cho tôi, mọi khoản nợ sẽ biến mất. Hắn chưa kịp vui thì nghe tin Hà bỏ đi. Cả làng đều bàng hoàng trước sự mất tích của Hà. Trong đó Huy là người thiệt nhất. Mất cả chì lẫn chài. Đêm hôm ấy, hắn quyết đến tìm ông Đại để đòi lại sự tổn thất của hắn. Hắn ngã ngửa khi phát hiện xác ông Đại được chôn dưới gốc cây. Bên cạnh là chiếc khăn. Sao khăn của Hà lại ở đây? Hà nào? Đây là khăn của chúng ta mà. 9 giờ rồi, dậy chưa? What? Mọi sự ngoan cố đều phải trả giá. Hà, bác đi làm về. Cầm nước chơi nhở? Vợ con sao nay mặt cứ lừa lừa trên tàu điện ngầm thế? Thừa mất nết, chồng làm về, cơm nước chưa nấu, phụ nữ như thế là không được. Con thì con phải vả. Vả gì ông? Vả vỡ cái mặt con ra. Đàn ông là phải tâm lý, cuối tuần là phải biết dẫn vợ đi shopping. Sao ba trở mặt nhanh hơn cả người yêu cũ thế? Nó vừa sau con. Ai thứ ba? Ông Huy ơi, nhậu đây. Đấy anh xem, bố tôi già cả thế này. Vào năm học rồi, cố gắng học ngoan. Chào mẹ con đi. Con mẹ lớn thật rồi, học xa.
xa nhà, nhớ ăn uống đầy đủ. Con nhớ rồi, tới ký túc xá con sẽ gọi về. Ba mẹ vào nhà đi kẻo lạnh, cuối tháng con về. Con mới được nhận vào làm ở công ty rồi, công việc khá bận. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Bao giờ con về? Con không chắc, nhưng cũng phải 3-4 tháng. Con đi. Alo, tháng này con có về không? Đợt này con bận công tác, chắc không về được rồi. Không sao, rảnh điện về cho ba mẹ. Giờ con bay vào Sài Gòn, rồi định cư luôn trong đó để tiện quản lý công ty. Càng lớn, con càng bay xa hơn, mỗi lần đi lại càng lâu hơn. Con đi. Con ơi, lần này con đi lâu không? Điện rơi kìa em ơi. Chào em. Có việc gì thế anh? Em nghe thấy anh nói thật ư? Thì anh vừa chào tôi còn gì. Đấy, tao đã bảo em không bị điếc mà lại một chầu nhá. Em à, anh nghĩ có sự hiểu lầm. Chính mắt tôi nhìn thấy, nhầm gì mà nhầm. Thấy chưa, em ấy vẫn tiếp tục nói chuyện với tao. What? Hai chầu nhá. Chào chị. Lại là ông. Xin lỗi anh. Không sao, anh đây khiếu nại chị hành hung bằng dép tổ ong, gây thương tích tâm lý nghiêm trọng. Còn chưa trúng mà. Đề nghị chị đọc thông tin tên tuổi để tôi hoàn tất hồ sơ. Thưa bác sĩ, rõ ràng là phi trượt. Tao tiếp tục lấy được tên tuổi số điện thoại của em rồi. Ba chầu nhá. Ở một vùng quê nọ có tên Bá Kiến. Hắn ta mướn Huy để giúp việc. Một thanh niên hiền lành, khỏe mạnh và rất chăm chỉ. Vì không muốn trả lương nên đã hứa hẹn sẽ gả con gái cho Huy. Quang thiếu gia, con một phú hộ trong làng, trước sau gì cũng là thông gia. Hắn bắt đầu âm mưu đuổi Huy đi. Muốn cưới con gái ta phải kiếm cho được cây tre trăm gốc về đây. Huy mừng rỡ liền lên núi đi tìm. Cha, làm gì có cây tre nào trăm gốc? Con không muốn cưới tên thiếu gia kia. Im, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Huy đi hết ngọn núi này tới núi khác nhưng vẫn không tìm thấy cây tre nào trăm gốc. Đừng buồn, ta sẽ giúp con. Cảm ơn bụt. Quý hóa quá, đúng là con rể của ta ấy. Khoan, sao ông hứa sẽ gả hà cho tôi? Được, ta hứa đấy. Tre trăm đốt đâu? Tre trăm đốt, nhìn đi. Người đâu? Túm cổ nó ra ngoài. À, mồm điêu à? Khắc nhập, khắc nhập. Cái gì đây? Từ giờ chúng ta sẽ mãi bên nhau. Thở ra. Quang sinh ra trong một gia đình nhà nông, con nhà lính, tính nhà quan, ham chơi đua đòi, dù ba mẹ có vất vả, hắn cũng mặc kệ. Huy, con quý tử của ông Tư phú hộ trong làng. Ê, ông mới xong à? Bỏ tay, bay hết mực bây giờ. Hỏi làm gì, có tiền không mà A-dua. Cái gì đây? Ông ơi, ra mà xem này. Sao con lại xăm khắp người thế này? Ông bà thì biết cái gì, ra đầu nguyện trả tiền xăm cho tôi đi. Đi bộ à? Chắc mỏi chân lắm nhờ. Luôn cảm thấy bất mãn vì gia đình không được giàu có như Huy. Nghe đồn trên núi có cây đa thần, có thể biến mọi điều ước thành sự thật. Hắn bất chấp tất cả để lên núi. Đến nơi rồi, ta sẽ cho ngươi một điều ước. Ta ước sẽ có thật nhiều của cái. Điều ước đã thành sự thật. Giống rồi, giống rồi. Thầy U ơi. Cháu là Quang, ba mẹ cháu đột nhiên qua đời. Đây là toàn bộ tài sản thừa kế của cháu. Xưa có anh chàng hay bà hoa bốc phét, tinh ăn mù làm, bị vợ đuổi ra đường, bắt đi kiếm việc. Một thời gian sau, anh ta trở về, vênh mặt khoe khoang rằng đã học được một tuyệt kỹ. Với chiếc mũi này, tôi có thể ngửi thấy bất cứ thứ gì, dù nó ở đâu. Chị vợ vui mừng liền đi khoe khắp làng, tiếng lành đồn xa và đến tai Huy, một bá kiến giàu có trong làng. Ta bị mất một bảo vật gia truyền, tượng nhân sư bằng vàng, mau tìm cho ta. Vâng thưa ông. Tìm đi, nhìn gì? Phải làm sao bây giờ? Bẩm ông, nhìn tư thế cái thằng này, con cứ thấy nó sai sai. Cứ để nó tìm, loằng ngoằng gô cổ nó vào ngục. Tìm thấy rồi. Vưởng cho ngươi 100 lượng vàng. Tin tức đã lọt đến tai vua. Ngày mai ngươi vào cung tìm bảo vật cho vua. Chỉ ra trước giờ ông bốc phét, lừa dối dân làng. Hồi thì bụng làm dạ chịu. Chị ơi, kia là cái tổ ong mà. Mong quan về bẩm với vua, chứ mũi còn học rồi. 1, 2, 3, bốc hết thở, hết thở, hết thở. Ông
Ông ơi, có thấy tôi đang tập thể dục không? Lại là cái thằng hàng xóm ham tài đấy. Để vợ mất cả giấc ngủ. Bạn này mình gặp hạn rồi. Vợ làm cái trò gì vậy? Ui, gặp quả nhạc hợp gu quá nên nằm ngủ quên với anh hàng xóm. Con trai đang ở đâu? Con đang trong tù. Gọi thêm mấy anh em về nhà gấp. Ba, có chuyện gì? Mẹ mày ngủ với thằng hàng xóm không chịu về kìa. Ba để cuộn. Trắng mắt ra chứa con. Ôi nhanh tay anh em vào ăn nổi đấy. Truyền thuyết kể rằng tại một ngôi làng nọ có một chiếc giếng thần, ai đi vòng quanh giếng đủ 10 lần sẽ được trường sinh bất tử. Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy giếng thần. Hắn chạy như thiêu thân với mong muốn ích kỷ của mình. Vòng cuối cùng rồi, không ai có thể ngăn cản ta. Hãy dừng lại. Trưởng lão. Sự bất tử không như cháu nghĩ đâu. Cháu sẽ phải chứng kiến từng người thân của mình về với tổ tiên. Cháu sẽ mãi sống trong cô độc. Cũng được, còn hơn là trở thành một lão già. Có việc gì? Xin hãy dừng lại. Nếu ai cũng bất tử thì chúng tôi thất nghiệp mất. Đấy là việc của ông. Gõ ra. Vợ. Sao anh hứa chúng ta sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc? Thân lưỡi có xương không? Tự mà đầu bạc một mình đi. Sắp đến đích rồi. Ta là thần giếng. Ông đến đây để giúp ta thì bất tử phải không? Ta ở đây để ngăn cản, không cho ai đến đích. Ôi mẹ ơi. Làm gì mà cười nãy giờ đấy? Mụ vợ tôi ở nhà hống hách. Nay cả tháng tư tôi phải chơi lại một vố cho biết ai mới là nóc nhà. Đi vào đây. Cái gì mà ầm ĩ thế? Hóa ra từ trước tới giờ cô lừa dối tôi. Tôi đã bí mật đưa con đi xét nghiệm ADN. Hóa ra nó không phải con tôi. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Em đã cố giữ bí mật, thật ra cũng chỉ muốn giữ hạnh phúc cho cái gia đình này. Giờ thì anh cũng biết rồi, nó thực sự không phải con anh. Em có lỗi với anh. Đi thôi ba. Ba ơi, đi đâu vậy? Đi xét nghiệm ADN chứ đi đâu. Bác sĩ, tôi đã kiểm tra rất kỹ, đứa bé này chắc chắn là con anh. Ồ. Về rồi à? Giờ thì biết ai là gà, ai là thóc chưa? Chủ nhật rồi. Nhìn bố. Ba thương con vì con hết tiền. Mất dạy. Vợ ơi, anh đói quá. Ông làm gì giờ mới dậy? Anh lão nháo này. Mơ à? Đúng là ác mộng. Chủ nhật rồi. Nhìn bố à? What? Mà khoan, ba thương con vì con hết tiền. Sao giống trong mơ vậy ta? Kệ đi. Vợ, anh đói quá. Ông làm gì? Giờ này mới dậy. Thấy anh đọc vị chưa? Lão nháo ấy. Chủ nhật. Nhìn bố. Ba thương con vì con hết tiền. Sao ba biết? Mất dạy. Mình phải thay đổi tương lai. Có cách rồi. Coi như mình vừa đi ăn sáng về, không bị coi là ngủ muộn nữa. Đi cả đêm giờ mới thắc mắc về à? Ai lão nháo này. Khẽ thôi, chính là hắn. Hello, ai đấy? Người tình bí mật của cưng đây. À, cứ giữ bí mật tiếp đi nhá. Nóng mắt quá nhở. Không hiểu thằng này có cái vẹo gì mà chị Đại lại thích nó. Nách ra cho tôi đi. Bạn còn chưa biết tôi là ai. Thế bạn là ai? Tôi là Đại. Nách ra, thằng Đại Đần. Xong mày rồi. Một yêu hai cưới, chọn đi cưng. Yêu nhau là do duyên số, cưới nhau là do sự cố xảy ra. What? Hay, quá hay. Anh, hãy đồng ý đi. Không là tất thế mà. Đàn ông không nói hai lời. Chị ơi, em đồng ý cưới. Thôi khỏi, rồi rồi. Chị ơi, anh yêu em.
Baby, anh yêu em. Me too, mà tình yêu của em gấp đôi của anh luôn cơ. Đã thế, anh yêu em gấp 3 lần em yêu anh luôn nè. Từ từ đã. Mày là thằng nào? Tôi, thạc sĩ toán học, đặt tình yêu của hai anh chị lần lượt là x, y. Ta có phương trình y bằng 2x, x bằng 3y. Suy ra x bằng y bằng 0. Tức là chả có tình yêu mẹ nào ở đây cả. Hóa ra là anh không hề yêu tôi. Chia tay đi. Đang người yêu cho tao. Sáng ngày ra sao mặt đần như tiêu chảy thế kia. Con gái thật khó hiểu. Tôi đã chiều theo đúng ý nàng, thế mà lại bị đá. Kẻ đâu đuôi xem nào. Toán học mãi, cuối cùng em cũng đổ. Hôm qua bỗng nhiên. Anh à, hôm nay em buồn quá. Hãy đưa em đến nơi nào có thể khóc thật to và thoải mái. Do xem Celebrity quá 180 phút nên tôi đã tư duy và suy luận ra được một nơi. Cơ hội tốt để lấy lòng đấy. Thế ông đã đưa em ấy đi đâu? Đám ma. Ba đi từ từ thôi. Bác sĩ. Mời anh ngồi. Tôi thấy rất mệt mỏi, đau nhức khắp người. Mong bác sĩ khám giúp tôi. À xin lỗi anh, bác sĩ trưởng khoa hiện đang đi vắng. Tôi chỉ là y tá trực. Thế bao giờ ông em mới về? Nữa mới về, phiền gia đình lúc đó hãng quay lại. Lúc đó tôi làm hoàng rồi thì sao? Trong trường hợp đó, gia đình liên lạc để tôi còn xóa tên anh trong sổ hẹn. Bác sĩ, tình hình tôi thế nào? Cậu ra gặp tôi. Bà cậu mắc ung thư, có lẽ chỉ còn sống được 3 tháng. Bà nghe thấy hết rồi sao? Đừng lo, rồi sẽ có cách. Bác tổ trưởng, tôi sắp đi vì căn bệnh thế kỷ S. Tôi phải đi báo với mọi người. Ừ? Ông Quang hàng xóm đấy hả? Vâng. Tôi sắp hẹo rồi, bệnh ết. Ôi giời ơi. Ba bị ung thư cơ mà, tại sao lại nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó? Để khi ba nằm hòm, không kẻ nào léng phéng với mẹ con. Hắn kia. Huy lệnh gáy, đại gia tiền lẻ, chiếc đồng hồ di sốc hàng limited. Ra tay. Chuẩn bị hành động. Lấy được chưa? Rồi. Đồng hồ đâu rồi? Các chú còn non á. Bọn chúng có hai người, rất manh động. Chúng tôi sẽ sớm tìm lại tay cho anh. Mất bao lâu ạ? Chứ còn một tay. Tôi ăn uống tắm rửa kiểu gì? Rất nhanh, cũng tầm 2 tuần. À vậy thôi, thế thì lâu quá. Cảm ơn anh. Ê ơi, đang yên, tự nhiên lại nghỉ việc ở công ty. Tại tính tôi cẩu thả, hay để đồ nhầm chỗ nên bị giám đốc đuổi. Đây là chuyện nhỏ mà. Thay vì để tiền ở két sắt công ty thì tôi lại đút túi mang về. Làm gì giờ này mới về? Ông không ra trường đón con à? Sao phải đón? Cứ để nó ở trường, mai học tiếp luôn. Đố em bắt được anh. Bye bye. Sao không nhè thế kia? Đứa nào bắt đạt ông? Đẹp vừa tán tao. Như nào? Nay kỷ niệm một năm yêu nhau. Theo kinh nghiệm làm celebrity, cô ấy rất thích giữ gìn các món đồ được tặng. Tặng em này. Cô ấy hí hửng mở ra, nét mặt bỗng từ từ thay đổi. Sao người ông lại vậy? Mà ông tặng cái gì? Chất bảo quản. Chúng bay là lũ bạn phai. Chỉ có bạn đều mới bỏ rơi tao. Mai sinh nhật cô ấy rồi. Tặng quà bù đi. Theo điều tra, cô ấy mệnh hóa. Xưa giờ chỉ thích dùng đồ hợp mệnh thôi. Tôi biết phải tặng gì rồi. Chuẩn bị tặng quà rồi kìa. Nay sinh nhật, anh có món quà tặng em. Vì biết em mệnh hỏa, tặng em cái bếp mini. Chị ơi tha em. Chào cưng, mai lại ghé. Chồng yêu về rồi đấy à? Có mùi lạ, nhịp tim nhanh do mới vận động cường độ cao. What? Cô thôi đi. Làm đàn ông rất mệt nên thỉnh thoảng quen vài cô bên ngoài là chuyện bình thường. Anh nói đúng đấy. Em cũng thấy hợp lý phải không? Phụ nữ sinh nở cũng rất mệt. Thế nên con của anh hay nghĩa của ông hàng xóm cũng chẳng vấn đề gì. Anh thấy đúng không? Cứ đả này khó đi tiếp với nhau lắm. Bố mẹ sắp ly hôn mà con chẳng thèm quan tâm luôn à? Thế lúc bố mẹ cưới, có quan tâm ý kiến của con không? Con đi cái. Luật sư, phí ly hôn là bao nhiêu? 1.000 đô thưa anh. Sao trước có 300, giờ đắt thế? Muốn tự do, luôn phải trả một cái giá đắt. Chúc mừng ông đã được tự do. Ba. Con. Ba. Con. Mày ăn lẩu thôi. Ai hốt thì mà. Cái gì ấy nhỉ?
nhắc bác uống thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ba sao vậy? Tai nạn xe anh à. Lúc đó trời mưa rất lớn, xe mất phanh nên bị trượt khỏi đường chính. Không sao đâu ba, mọi chuyện ổn rồi. Khát quá. Anh chưa ngủ à? Ừ, anh hơi khát nước. Cậu ơi, cứu tôi với. Con tôi. Một vụ tai nạn thảm khốc, nạn nhân là nữ đang mang thai, hung thủ đã trốn khỏi hiện trường. Chiếc xe gây tai nạn, xe của ba không hề mất phanh. Con trai. Cho dở sách bút ra. Nhân chi sơ, tính cầm nhầm. Bắt đầu lòng ngoằng rồi đây nha. Tiên học lễ, hậu là vợ vua. Nhặt hết cỏ ở sân trường. Một cái bánh giá một hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu? Mang tính thời giáo mà còn không biết. Mày đặt hỏi học sinh. Sách rơi là thụt lại. Câu này con biết, con mới đi chợ với mẹ. 10 cái 9 hào thưa thầy. Sao lại 9? Cho tính lại đi. Tính vào mồm thầy, lần nào mua mẹ con trả mặc cả. Bỏ nghe. Môn địa lý. Wow. Đây là khu rừng Amazon, nơi có rất nhiều rắn độc. Wow. Thầy giỏi thật, cái gì cũng biết. Chào thầy giáo. Trời ơi, một con rắn độc. Thưa thầy, tôi vừa chẳng may tự cắn vào lưỡi. Vậy tôi có bị trúng độc không? Kìa thầy, trả lời đi chứ. Ai ôi mà. Vừa đi chợ về, ai cũng kêu dạo này gầy xuống sắc nhiều quá. Phụ nữ đúng là số khổ mà. Bà còn may mắn hơn tôi chán. Than thở ghê. Ý gì? Tôi phải ngắm bà suốt từ ngày này sang tháng nọ mà có được than vãn tiếng nào đâu. Úp bà vào tường. Cuộc hôn nhân của tôi nhạt như nước ốc, nghĩ nó choáng. Sao Úp không cặp bố cho thêm hương vị? Nhưng bà ấy phát hiện thì sao? Giờ thời đại 4.0 rồi, cứ nói thẳng với bà ấy. Đừng sợ, mình là đàn ông mà. Lên luôn. Có bọn tôi ở đây. Này Vinh, giờ anh có thêm vài cuộc phiêu lưu tình ái, quan hệ chúng ta sẽ cải thiện. Thôi bỏ đi, tôi cũng đã thử với vài người đàn ông khác rồi. What? Hiệu quả gì đâu. Vợ ông như thế là không được. Đúng. Các ông cũng thấy như thế à? Sao tự nhiên im thế? Bọn tôi bị cưng. Đang buồn mà, còn mù vợ già nữa. Tại bọn mày. Chào tí. Như vậy là con gái tôi đã đồng ý cưới cậu. Dạ. Thế anh làm gì để nuôi con gái tôi? Sóng gió phù đời trai, tương lai nhờ đăng vợ. Chào bác Tuyến. Để nó khóc thế, cháu là không biết số rồi. Lại đây bác bé. Đấy, nó nhìn ngay, thấy chưa? Mẹ ơi cứu con, ông này nách khóc quá. Lớn sướng rồi mà khóc suốt thế nhỉ? Anh đã có cách. Ông Huy ơi. Kìa, nín đi con, nếu không ông ba bị bắt đó. Nín ngay. What? Ui, chồng em về. Trốn đi. Thầy coi ba ơi. Ông ba bị. Vừa mới bị, mẹ nhốt vào gầm ghế rồi. Lê sợ con. Ai ốt mà. Nhà lão phụ hộ giàu lắm, khẽ thôi. Vào đó thôi. Ai? Ai đây? Mèo, mèo. Thì ra là một con mèo. Hết hồn, khẽ thôi. Đầy bụng quá. Đi. Ai? Mèo. Mèo, 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 mèo. What? Chú mèo ngu ngốc. Bắt nó. Tại ông, tôi có muốn đầy bụng đâu. Tại ông sáng nay rủ đi ăn bánh cuốn đây. Mai mở hàng bánh cuốn cho tôi tiếp nhá. Tại bà. Cảnh giữ nghiêm ngặt quá, khó rồi. Có cách. Tôi có ít bánh cuốn nhà trông, biếu hai cậu và lão gia. Ngon. Lão gia, sao xong chưa? Tiểu nhân muộn quá rồi. Chúng bay tự ra vườn đi. Không nhìn được nữa rồi. Mỗi người một cọc. Con bò của tôi đâu rồi? Đây là lối duy nhất.
Bố làng nước ơi, có trộm. Bẩm ông, chúng nó lấy trộm bò của con. Mất như nào? Chúng nó dắt bò chui qua võng con nằm. Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm võng. Thế chúng nó dắt bò của con đi lối nào? Đồ ngốc, ngươi ngủ say. Chúng nó khiêng võng ngươi nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về cho cô. Ông là thủ phạm hay sao mà biết rõ vậy? Trả bò đây. Giờ tôi với bà chơi đố. Thắng bà được 10 đồng, thua bà chỉ mất 1. Chơi, mời ông. Ai lên vũ trụ đầu tiên? 1 đồng. Xe lốc Huy làm nghề gì? 1 đồng nữa. Giờ đến tôi. Con gì lên đồi bằng 2 chân, xuống đồi bằng 3 chân? 10 đồng của bà đây. Thế đấy là con gì? Không biết, 1 đồng của ông đây. Xưa có viên chánh tổng nổi tiếng sự kiện rồi. Bữa nọ có hai anh chàng xích mích rồi mang nhau đi kiện. Quang khôn lỏi lót trước 5 đồng, Trường chơi lớn lót hẳn 10 đồng. Quang đánh Trường đau hơn, phạt 1 chục roi. Xin xét lại, lẽ phải với con mà. Nó phải gấp đôi ngươi. Giải đi. Đi, từ từ đã. Quang cho con xin lại 5 đồng. Ta bị mất trí nhớ. Đố bà, sắt, thép, đồng, vân vân, vật liệu nào dẻo dai và bền nhất? Dẻo dai và bền nhất là sợi tóc. What? Vô lý, vớ vẩn. Ông không nghe câu ngàn cân treo sợi tóc à? Phu nhân như thế là không được. Đường đường là một quan lớn, đứng trên vạn người. Láo nháo là quan phải vả. Láo nháo là... Cho tôi mượn bao diêm. No, ông không lừa được tôi đâu. Lừa chuyện gì? Lần nào mượn diêm ông đều trả thiếu tôi 1 que. Ông hay để tiền trong thẻ hay trong ví? Trong ký ức. Này, ông thấy tôi mặc cái áo mới thế nào? Tuyệt cú mèo. Khen riu à? Ông không định tôi đấy chứ? Cái áo thì tuyệt, còn ông là cú mèo đó. Dỗi. Một con ngựa đau, cả tàu ăn tiếp. Quan chi hiện kìa. Wow. Tên kia, nhìn gì? Dạ, tiểu nhân nhìn sách. Sách vở gì cái ngữ ngươi? Học trò là học trò con. Tóc đỏ như son là con học trò. Chi huyện là chi huyện thằng. Ăn nói lăng nhăng là thằng chi huyện. To gan, bắt nó. Nhanh nhanh, quan chi huyện khấn rể. Công chúa đã đến tuổi lấy chồng. Ai lừa nhất, ta sẽ gả con gái cho. Tạch rồi, quan đố mẹo đây. Tiểu nhân muốn kén rể. Thằng này dị vói. Ngẩng cái mặt lên ta xem. Cái thằng kia, ta bảo quay lại. Tôi về luôn đây, mất công ngẩng đầu. Sao ngươi lười thế hả? Hơi hơi, có bạn rồi. Nhà thiếp có con gà trống to bằng cây đa. Nhà ta có con gà mái đẻ trứng to bằng cả cái làng. Bộ phép mồm điêu. Không có quả trứng đó thì làm gì có con gà to bằng cây đa. Có một con chó đang bơi dưới sông kìa. Biết bơi không? Con không ạ. Đúng là không bằng con chó. Thế quan biết bơi không? Ta có chứ. Quan đúng là ngang ngửa với chó. Này này, nghe Giang Hồ đồn, ông trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Làng mình có ai tên Giang hay Hồ đâu. Trong tương lai, con người sẽ tiến hóa thành gì? Thành nhẹ. Con người đã là đỉnh cao rồi. Làm sao có thể tiến hóa được nữa? Mọi người cứ suốt ngày lên mạng, chả nhẹn thì là gì? Đố ông, nhật ký là gì? Đó là chữ ký của người Nhật. Bá kiến kìa. Hắn ta nổi tiếng Kibo, chuyên mua bán, ăn bớt của dân. Để tôi. Tên kia, người nhai cái gì đấy? Bóng bì, nhai để khôn người ra. Thế à, bán cho ta. 10 đồng thưa ông. Đặt thì. Này. Này tên kia, ta nhai từ nãy tới giờ chả thấy khôn ra tí nào. Đây đấy, ông khôn ra rồi đấy. Trạng Huy, con ăn vụng phở
phòng. Thời này chưa có camera. Nếu mẹ không có bằng chứng, tất cả chỉ là suy diễn. Tôi sắp đi rồi, không biết lên trên đảo có sướng không? Sướng chứ. Sao cậu biết? Nếu khổ thì người ta trốn về hết rồi. Thầy Lang đến rồi. Bệnh ông uống thuốc một năm là khỏi. Trước cháu tôi bệnh, ông cũng nói vậy. Cháu nó uống thuốc 3 tháng đã hẹo rồi. Cháu ông không chịu nghe lời, mới uống thuốc 3 tháng đã hẹo, cứ uống thuốc đủ 1 năm xem có khỏi không nào. Hay. Nếu có một túi đạo đức và một túi tiền, ngươi nhặt túi nào? Tiểu nhân nhặt túi tiền. Ta sẽ nhặt túi đạo đức. Làm người là phải có đạo đức. Sao ngươi lại nhặt túi tiền? Để trả lại người mất. Oh my god. Chà Huy, dạo này mẹ già xuống sắc nhiều quá. Con cho mẹ một lời nhận xét để mẹ thấy tốt hơn đi. Thị lực của mẹ thật tuyệt hảo. Lên núi tìm thầy Lang về đây. Sắp tới nơi rồi. Vách núi này cao lắm. Cẩn thận. Có sao không? Chưa biết. Vẫn đang rơi. Thần y đây rồi. Mẹ tiểu nhân bệnh nặng, mong ngài giúp. Làm cho ta giận, ta sẽ giúp. Lão già rất vượt thật. Giờ ta có đám giỗ, ngươi về đi. Tiểu nhân có mang thêm một con chó và một con lợn để biếu ông. Dỗ sẽ cần đưa một con lên ban thờ. Con lợn sẽ nghĩ ông chọn con chó. Con chó sẽ nghĩ ông chọn con lợn. Vậy ông chọn con nào? Ta chọn con lợn. Wow, thần y suy nghĩ giống con chó quá. Thành công rồi. Yên tâm, nhà không có ai. Sao biết? Tôi vừa gọi điện hỏi chủ nhà. Ý giời, khẽ thôi. Nhà không có ai mà. Két két. Tôi không bị mù. Để xem nào. Phen này phát tài rồi. Tại sao ông lại dùng chân này mở? Ông bị rách việc à? Làm thế này tuy lâu hơn vài phút, nhưng sẽ khiến cho bọn điều tra viên về dấu vân tay phải phát điên lên đây. Cuối cùng cũng về đến nhà. Ngày vui qua ba mẹ ơi. Các anh là ai? Thôi toàn rồi. Anh có nhận ra tôi không? Không. Chị có biết tôi? Không. Còn ông? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà không biết cậu là ai. Vậy thì tốt. Té thôi. Thằng kia làm gì ở vườn nhà ông đây? Tôi bỏ chân quá, ngồi một xíu ấy mà. Đứng lại. Ôi giời ơi, tôi ôm thế này, ngồi nghỉ ông già ngươi. Khủng quá. Chị Gigi cái gì đấy? Việc của nhà các cậu à? Thằng kia, cười cái gì? Tôi có cười đâu. Cãi à? Nhân đấy mà. Sau ra đường cất răng ở nhà nhé. Nó đâu rồi? Ui, là bà kiến. Trốn đi. Thằng kia có thấy? My name Trạng Huy, not thằng kia. Tên gì mà xác ngươi, có thấy? Im lặng là vàng. Thằng này lão. Quân tử động khẩu, không động thủ. Đúng. Nam nhi đại trượng phu, không bao giờ bán đứng anh em. Nó trốn sau cây. What? Chào chị, tôi đến kiểm tra ga định kỳ. Mời cậu. Ổn. Vâng. Xong việc rồi, giờ tôi với ông Thi chạy ra xe. Trời. Tôi đến chưa? Có chuyện gì vậy? Anh kiểm tra ga, xong chạy như ma đuổi. Tôi tưởng ga nó sắp nổ. Cậu nhìn cái gì đấy? Ông gọn ra. Mau. Kìa kìa. Này, nhìn cái. Cảm ơn bác sĩ, đỡ mỏi cổ hẳn. Ai hốt mà. Đề nghị anh để tôi vào kiểm tra. Không được. Cái anh này buồn cười nhỉ? Do lừa đảo rất nhiều. Đúng, phải cảnh giác. Nhớ có sự cố ga, sẽ rất dễ cháy nổ. Phải đấy, an toàn là trên hết. Điều của nhà ông bà. Của ông. Em yêu, sau này cưới anh nhậu về muộn, em hổ oánh anh không? Không bao
giờ? Em nói thật. Thật? Em không dối anh chứ? Đã bảo nói ít thôi. Vỡ mồm bây giờ. Alo anh yêu, xe em đang mất quay. Em phải làm sao bây giờ? Cố tìm cái gì rẻ rẻ mà đâm vào em à? Có chuyện gì mà em vui thế? 2 năm trước mẹ em có nhắc đến anh. Mình mới yêu nhau 1 năm mà, thế mẹ nhắc gì đến anh? Xấu gái vô duyên như mày, chó nó lấy. Chồng yêu, anh còn nhớ 5 tháng trước xin nghỉ công ty 1 tuần đi câu cá chứ? À, chồng nhớ. Sáng nay, một trong số con cá anh câu gọi điện cho tôi thông báo rằng anh sắp làm bố đấy. Chạy đây. What? Lêu lêu. Thầy xem đúng lắm. Mong thầy xem giúp con đường sự nghiệp. Tay hơi khú. Nửa đầu cuộc đời cậu khổ sở vì thiếu tiền, sau đó sẽ đỡ hơn nhiều. Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư? Không, vì cậu sẽ quen dần thôi. Nào, hát đi con. Ba là tên cướp vàng. What? Mẹ là tên cướp đồ. Con là tên cướp tiền. Ba tên cướp lưu manh. La 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 la. Cướp hết 1 ngân hàng. Bắt đầu láo nháo rồi đấy nhá. Quá hay, tiếp đi con. Lung lay tình mẹ tình cha. Lung lay 2 tiếng ra tòa. Không còn nhiều thời gian, anh còn gì trăng trối, mau nói đi. Sau khi nhắm mắt, anh muốn em lấy David Đại. Cái gì? Hắn ta là kẻ thù của anh cơ mà. Anh biết chứ. Chính vì vậy, hắn ta sẽ phải sống trong đau khổ. Nhân. Úi giời ơi. Chồng, thấy cái váy mới của vợ thế nào? Ờ, đẹp. Thật à? Kia kia, lên đi. Vợ ơi, cái ví anh để đâu ấy nhở? Ờ, đâu rồi? Năm vừa rồi, công việc của con thế nào? Ổn ba. Hồi này, con gầy đi nhiều. Làm gì nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Đó kìa, bên trái. Anh trai, hồi này em thấy sức khỏe mẹ yếu lắm. Thế à? Bà Huy, chúc bác năm mới thật vui vẻ. Đây. Em cho anh công việc nhiều may mắn. Cả nhà ơi, mọi người đâu hết cả rồi. Sắp giao thừa rồi, con về chưa? Con cố nốt đơn này, thêm được 2 cái bánh trưng nữa đấy. Ba mẹ chào con nha. Chắc con nó sắp về rồi. Lâu thế mày, muốn tao cho một sao không? Dạ em đến ngay. Chưa về. Báo điện xem nào. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện. Thuê bao rồi ông à? Có ai không? Chào hai bác, mong mọi người hết sức bình tĩnh. Cậu nhà bị tai nạn rất nặng nên không qua khỏi. Tôi rất tiếc. Tất cả là tại mẹ. Đáng lẽ lúc đó tôi phải bắt con nó về ngay. Bà, xin bà đừng nói vậy. Xin chia buồn cùng gia đình. Ba mẹ ơi. Con vừa ngã xe lên xước xác tí thôi. Sao ba mẹ khóc vậy? Xin lỗi, chúng tôi nhầm địa chỉ.